Chào các bạn đã trở lại với kênh của mình nhé. Nhân dịp ngày hôm nay đẹp trời, mình vẫn đi làm. Mình quay lại quá trình vào ván thủ công các bạn nhé. Đây là ván sau khi mình đã làm xong các bạn này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành vào ván các bạn nhé. Còn đây là công đoạn mình chống ánh kéo các bạn nhé. Mình dùng lọt quẹt các bạn này. Sau khi mình dùng lọt quẹt mình nhúng vào bốn cái góc này là sáu kéo nó không ăn các bạn này. Đấy các bạn này. Đấy, mình dùng lọt quẹt mình nhúng vào đó là sáu kéo nó không ăn vào ván các bạn nhé. Tiếp đến công đoạn là trộn kéo và bỏ vào lỗ mỏng các bạn nhé. Đấy là thao tác trộn kéo các bạn này. Kéo mình dùng là kéo 50-50 các bạn ạ. Dẻo nó càng tốt được. Còn đây là cửa sổ sau khi mình thả sóng nhé. Đây là thao tác cả bối kéo các bạn nhé. Đây là khung cửa đi các bạn này. Cửa này là gỗ dây đỏ các bạn ạ.
tròn đánh xấu. Tròn và xấu. Tròn và xấu. Bạn nó đẹp. Đẹp á. Xinh đẹp. Có được một đôi. Đấy là vàng các bạn này. Bây giờ mình tiến hành vào vàng các bạn nhé. Bây giờ mình tiến hành vám và chốt các bạn nhé. Đây là sau khi vám xong các bạn nhé.
là xong quy trình vào bản cho cửa gỗ các bạn nhé. Thôi video của mình kết thúc tại đây nhé. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở video tới nhé.